đoàn 34. Sài Gòn sắp sửa 34 rồi, vui quá cả nhà. Hi. Từ sắp lễ lớn à, nhạc sống lum lum. Đi quán cà phê trên lầu. Mấy đứa bé nó đang tự hát kìa. Mấy em nó cứ ra đứng tụ tập vậy là vui ha.
bán đủ thứ. Bán sai á. Chia từng nhóm như nhóm vậy đó, cái nào có tài gì ra biểu diễn. Ủy ban nhân dân thành phố anh phượt thủ hả? Đi tour á. Còn vết ba phượt thủ. Còn khách đi tour đó. Còn khách đi tour á. Giờ Bình Thạnh. Đi tour bên nhiều phố. Dạ. Bus tour. Quán nhậu. Quán nhậu sạc bia. Người ta sạc bên đó là sạc bia. Đi vào khu bưu điện, phố đi bộ. Thank you.
Tối thứ sáu quán nhậu đông. Stop cái video ở đây nha cả nhà. Bye cả nhà.